Ủa sao nó không tỉnh dậy ta? Mày chết rồi hả? Bé ơi dậy đi, ta đã đền rồi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ta là quái vật tôn đây. Ta có rất nhiều đồng bọn. Chào bạn nha. Hi, xin chào bạn. Hôm nay bạn học, hôm nay chúng ta đi học vui quá ha. Vậy bây giờ chúng ta đi chơi đi. Ok nè. Trái gì? Trời ơi, con gái làm trái đá tôm rồi. Sao con không bỏ vào trong tủ đá cho mẹ? Con định đi xả nước con để đây. Ủa nhẹ hả? Hả nào con xả nó vô con thấy nó không hơi gì hết trơn á. Trời ơi, tôm nào mà sống được ở nước như thế này? Ở ngoài chợ ấy, người ta giữ được cho tôm nó sống ấy, là người ta phải có máy sục oxy. Chứ còn tôm nó không sống được không như này đâu con. Để mẹ thả cục đá vô, xong rồi mẹ dạy con cách làm ha. Mẹ sẽ hướng dẫn con bóc bằng tay trước à, để cảm nhận này. Con cho tay xuống phía dưới của cái phần đầu tôm và con nạy cái phần vỏ đi. Dứt hai phần râu tôm. Sau đó sờ tay xuống phía dưới miệng tôm, nó sẽ còn cái phần răng tôm nó cũng khá là cứng, con cũng sẽ dứt ra nốt. Xong phần đầu tôm rồi, ta sẽ chuyển xuống bóc phần lưng tôm. Đó, chỉ việc lật từ phía dưới lên thôi, rất là dễ dàng. Xong phần lưng tôm rồi, trên đầu tôm nó có cái bọc đen này, con chú ý này. Đây là cái phần mình cần phải bỏ đi này. Sau đó con lấy ngón tay cái con ấn mạnh, thế là cái phần gạch nó sẽ đi ra. Kéo nhẹ thì cả cái chỉ nó cũng đi theo. Phần gạch giữ lại và phần chỉ lưng thì mình bỏ đi. Rửa lại con tôm. Vậy là chúng ta đã được một chú tôm bóc lõm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thao tác bằng kéo nha. Cắt hai cái ngàn này, hai cái râu đi. Đó, ngoài ra ví dụ như nó còn có cái răng ở trong này. Cắt cái đuôi. Sau đó bắt đầu bóc. Có cái giữa này. Cái đấy là gì vậy ạ? Nó là cái gì dạ dày ý. Không bỏ, không bẩn, mình bỏ đi. Sau đó mình bóc. Rồi, cái phần gạch, bóc nó ra. Chị bóc vào trong đó. Đó, rửa qua mà. Rồi, vậy là mẹ đã bóc xong tôm rồi. Được một đĩa thịt tôm và một bát gạch tôm. Bát gạch này thì lát nữa ăn cơm mẹ sẽ tránh trứng, đập trứng vào đây. Và mình cho thêm một chút gia vị. Vậy là mình sẽ tránh trứng để ăn cơm rất là ngon và ngậy. Còn thịt tôm này chúng ta sẽ đi làm món. Hi, xin chào tất cả các bạn, là Thanh Hà đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nhà bếp của Thanh Hà. Ngày hôm nay Thanh Hà cùng với mẹ của Thanh Hà sẽ là chỗ tay vào bếp. Và hôm nay món ăn của chúng ta là gì mẹ ha? Hôm nay mẹ sẽ dạy con làm một món ăn chơi. Đó là món nem bắp hải sản. Wow, nghe là đã thấy hấp dẫn rồi nha. Ban nãy thì chúng ta đã làm tôm rồi. Vậy thì còn những nguyên liệu gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên để bắt tay vào làm món này thì con sẽ xây chế tôm cho mẹ bằng cách thì cắt nhỏ tôm ra. Đây, con sẽ cắt không cần quá nhỏ nhưng mà tầm to gấp đôi là bắp lần nhé. Đây, và sau khi đó thì mẹ sẽ gọt bắp vào trong cái tô này. Mẹ con cắt tôm nhé. Ừ, đó, con bắt tay vào cắt tôm. Vậy là ngô đã thái nhỏ xong và tôm cũng đã cắt nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ ướp một chút gia vị vào tôm này. Con lấy cho mẹ một đôi đũa đi. Ok. Tôm sau khi ướp thì chúng ta sẽ đổ vào với ngô, trộn đều lên và tra nốt phần gia vị còn lại vô. Rồi. Đây mới gọi là gần xong bước sơ chế thôi. Để trước khi chúng ta bắt tay vào phần nem thì sẽ còn một khâu nữa, đó chính là xào qua con đồ này. À. Thì
bây giờ chúng ta sẽ bắt bếp lên và xào thôi. Ok. Chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn nhé. Khi hành vàng, giả vàng chúng ta sẽ đổ ngô và tôm vào. Mẹ ơi, tại sao mình lại phải xào trước vậy mẹ? Thì xào qua ban đêm thì tôm nó chín, thì lúc thì mình rán nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ thơm hơn. Chúng ta không cần phải xào kỹ nữa nhé, chúng ta chỉ cần xào qua thôi để cho tôm và bắp gọi là hơi chín tới thôi. Rồi bắt đầu chúng ta tắt bếp. Khi chúng ta tắt bếp đi rồi thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới cho rau thơm vào và bắt đầu đảo đều. Oh, đang ngửi mùi thơm chưa? Thơm không? Khi mà mình trộn rau thơm vào á thì nó sẽ bốc mùi lên và rất là thơm. Này nếu mà con muốn ăn cay á thì con có thể trộn thêm một ít tương ớt vào đây để khoảng 5 phút cho nó nguội ha. Sau đó rồi mẹ con mình sẽ đi cuốn nem. Đây bây giờ mẹ sẽ hướng dẫn con gói. Đây là lá bánh tráng bò bía đậu xanh. Thì cái lá này khi mà mình rán nó sẽ rất là giòn và nó cũng mềm nữa. Con đặt lá vào đĩa, sau đó con xúc một thìa nem vào, chảy đều ra. Rồi sau đó con cuộn vào, kéo lên, giật tay lại để cho nó giữ chặt. Sau đó con gập hai đầu vào là bắt đầu mình cuốn. Rồi rồi, con đặt vào đây và chúng ta sẽ đi rán thôi. Bây giờ con gái đem ra trình bày nha. Để cho con một cái trước đi. Đấy thì con lấy đi. Nem này là mình sẽ không cắt ra nha. Bởi vì cắt ra là nó sẽ rơi đầu ra. À, mình ăn cây nào là mình ăn nguyên cây đấy luôn. Ủa mẹ ơi, vậy đồ chấm của nem là gì hả mẹ? Đồ chấm của nem này á thì mình sẽ chấm cùng với tương ớt hoặc là sốt mayonnaise thôi. Wow. Tức là đồ chấm rất là đơn giản. Nhưng mà trước khi để mà mình thưởng thức thì mình cần phải trình bày rất là đẹp ạ. Món ăn ngon phụ thuộc vào cách trình bày nữa. Okay. Bây giờ con gái sẽ trổ tài trình bày đi. Mình sẽ xếp sao cho đẹp ha. Không những là giòn đâu nha, mà nhân bên trong á cũng có vị ngọt của ngô là của tôm nữa, một sự kết hợp quá sức là hoàn hảo luôn. Vậy là video của Thanh Hà đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn thấy video này cũng đừng quên cho Thanh Hà một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.